Tấn Khoa và Diễm Loan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công dân Công đoàn số phát sóng ngày 12 tháng 4 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện. Chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, 136 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và tháng công nhân lần thứ 14 năm 2022. Vào sáng ngày 3 tháng 4, tại công viên Bình Phú, Liên đoàn Lao động quận 6 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao quận khai mạc tháng hội thao công nhân viên chức lao động quận 6 lần thứ 22 năm 2022. Đến tham dự có các đồng chí Phạm Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Văn Phú, Phó trưởng ban dân vận quận ủy quận 6, đồng chí Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Quế Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 6. Trước khi bắt đầu nghi thức khai mạc, ban tổ chức cùng các vận động viên tham gia thực hiện chương trình 10 phút khỏe đẹp. Hội thao lần này thu hút 82 đơn vị với hơn 1.000 vận động viên tham dự là công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận 6. Các vận động viên cùng nhau tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm trò chơi vận động, đá cầu, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá, futsal nam. Hoạt động hội thao công nhân viên chức lao động quận 6 lần này là với mục đích là chào mừng các ngày lễ và các sự kiện lớn của đất nước, cũng như là tạo không khí chương trình giờ thứ 9 chuẩn bị cho cái hoạt động tháng công nhân lần thứ 14 của thành phố phát động. Hội thao còn là dịp để công nhân viên chức lao động quận 6 tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động, khỏe để vượt qua đại dịch, khỏe để lao động sản xuất có hiệu quả. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên cùng nhau tranh tài ở môn trò chơi vận động với hai nội dung thi kéo co và nhảy kẹp bóng đồng đội. Hội thao diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày 6 tháng 4 vừa qua, Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, ngày 6 tháng 4 năm 1977, 6 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 45 năm hoạt động và trải qua 11 kỳ đại hội, Công đoàn giáo dục thành phố đã không ngừng phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng. Hiện công đoàn ngành quản lý 231 công đoàn cơ sở với hơn 19.300 đoàn viên. Thời gian qua, hoạt động công đoàn ngành đã đạt được nhiều thành tựu, tạo ra những mô hình hoạt động, những phong trào thi đua hay thiết thực như chương trình tương trợ nội bộ, chương trình hỗ trợ đồng nghiệp bị bệnh hiểm nghèo, chương trình giáo viên nội thành chăm lo Tết cho giáo viên ngoại thành. Mỗi năm đã chăm lo cho hàng ngàn lượt cán bộ giáo viên khó khăn. Tại chương trình, đại biểu đã được giao lưu với những cán bộ công đoàn tiêu biểu đã đóng góp tích cực cho công đoàn ngành giáo dục thành phố gồm ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên chủ tịch công đoàn giáo dục thành phố, bà Lê Thị Phương Thảo, chủ tịch công đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường Trung học phổ thông Marie Curie. Dịp này, công đoàn ngành đã vinh dự nhận cờ truyền thống của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhận cờ chuyên đề phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, khen thưởng tri ân sự đóng góp cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ công đoàn đã dành cho công đoàn ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và trao giải thưởng cho hội thi sáng tác video clip công đoàn ngành giáo dục thành phố đồng hành và chia sẻ. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 4, Liên đoàn Lao động quận 6 khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài và xây dựng kịch bản phim dựng phim phục vụ công tác chuyên môn cho 200 đồng chí là các chủ tịch hoặc phó chủ tịch và cán bộ phụ trách tuyên giáo công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng viết tin, bài, xây dựng kịch bản phim, dựng phim cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, phụ trách công tác tuyên truyền, vận động, phụ trách tổ dư luận xã hội. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 4 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động quận 6. Trong sáng ngày 7 tháng 4, báo cáo viên là đồng chí Võ Thị Tuyết Loan, chuyên viên Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cách biên tập báo cáo thành lời bình làm phim tổng kết, cách thu âm,
lưu trữ hình ảnh, clip của đơn vị một cách khoa học và hướng dẫn cách thao tác dựng phim cơ bản trên hai phần mềm là ProShow và Corel Video Studio. Báo cáo viên là cô Tuyết Loan ngày hôm nay phải nói là dạy rất kỹ từng những cái tiểu tiết, những cái kỹ thuật nhỏ trong cái quá trình mà mình xử lý âm thanh, ghi âm cũng như là chuẩn bị những cái tư liệu để mà mình thực hiện video clip một cái đoạn phim để mình làm công tác tuyên giáo. Với cái buổi tập huấn hôm nay thì tôi nghĩ rằng về tôi có thể thực hiện được để làm tốt cái công tác tuyên giáo tại đơn vị theo cái tinh thần là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động công đoàn cơ sở để đổi mới hình thức sinh hoạt tại công đoàn, góp phần thu hút được đoàn viên người lao động trong cái hoạt động công đoàn. Lớp tập huấn tiếp tục diễn ra trong sáng ngày 8 tháng 4 với báo cáo viên là đồng chí Ngô Thanh Trung, nguyên giám đốc nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Thanh Trung hướng dẫn cách viết tin, xử lý hình ảnh cho một bản tin. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó quy định điều kiện thủ tục nhận hỗ trợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà khi người lao động quay trở lại làm việc. Những điều kiện cụ thể để người lao động được nhận hỗ trợ như thế nào? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bạn có biết ngay sau đây nhé! Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 điều 2 nghị định 115/2015/NĐ-CP, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức thời gian hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động và phương thức chi trả quy định như sau. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng. Như vậy, người lao động quay trở lại thị trường lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên có thể được hỗ trợ tối đa đến 3 triệu đồng. Về thời hạn giải quyết, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tiếp theo, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Satori đã mạnh dạn đề xuất với Ban giám đốc công ty nhiều kế hoạch để chăm lo cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty này đã được Liên đoàn Lao động quận 8 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và được đề xuất biểu dương tập thể thực hiện tốt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng tìm hiểu những hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động của tổ chức công đoàn cơ sở công ty này nhé. Suốt 2 năm qua, dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Thương mại Satori, trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất thương mại Khai Minh, chuyên sản xuất các loại nước đóng chai đặt trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đã gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng doanh thu sụt giảm liên tục. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp, công đoàn công ty và người lao động luôn đoàn kết, sát cánh cùng nhau vượt khó. Đây là một trong số 11 doanh nghiệp vừa được Liên đoàn Lao động quận 8 tuyên dương trong chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2021.
Trong năm vừa qua thì là năm bùng phát lớn nhất của dịch Covid-19. Lúc đó là nhu yếu phẩm rất cần thiết cho người lao động, cho nên công ty và công đoàn có tổ chức các chuyến xe đưa đến tận nhà cho người lao động. Thì trong cái thời điểm khó khăn đó, người lao động nhận được quà như gạo, đường mắm muối, nhu yếu phẩm để chia sẻ khó khăn cùng nhau vượt qua mùa dịch. Qua sự bùng phát của dịch bệnh rồi thì mình cũng có hợp lại với người lao động, tiếp tục để đồng hành với công ty đi đến thời kỳ bình thường mới. Thông qua đó thì công ty sẽ mở rộng lại kinh doanh và chăm lo cho người lao động nhiều hơn. Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng trong suốt thời gian qua, ban giám đốc luôn cùng công đoàn công ty chăm lo tốt cho người lao động, nổi bật là hỗ trợ 3 tấn hàng nhu yếu phẩm gồm gạo, mì, đường, bột ngọt trị giá 150 triệu đồng chăm lo cho 126 người lao động bị cách ly do Covid-19. Bên cạnh đó, ban chấp hành công đoàn mạnh dạn đề xuất với ban giám đốc hỗ trợ xe bán tải của công ty để tổ chức tiếp tế thực phẩm và các nhu yếu phẩm tận nhà cho người lao động. Với các trường hợp F0 phải cách ly, công ty vẫn trả lương và hỗ trợ thêm mỗi người 1 triệu đồng. Để đảm bảo duy trì hoạt động của công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ban chấp hành công đoàn đã phát động mỗi nhân viên người lao động cùng san sẻ phụ trách thêm các công việc và thực hiện phương án 3 tại chỗ nhằm đảm bảo duy trì sản xuất và thu nhập cho người lao động. Trong thời gian mà toàn thành phố áp dụng chỉ thị 16 thì không những gia đình tôi mà tất cả các thành viên trong công ty cũng vậy, rất là khó khăn để chuẩn bị nhu yếu phẩm và thuốc dự phòng. Thì hôm đó thật là bất ngờ khi mà nhận được cái cuộc gọi của chú tài xế giao một cái phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, đường, muối, mắm và nước dành cho các bộ nhân viên ở trong công ty. Tôi rất là biết ơn và trân quý cái sự giúp đỡ đó. Tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng hết mình để đồng hành cùng với công ty và công đoàn trong thời gian tới. Khi tôi nhận được những cái phần quà, ví dụ như là nhu yếu phẩm trong thời kỳ làm việc online tại nhà không được đi ra đường, tôi cảm thấy rất là xúc động và vô cùng ấm áp trước tình cảm của công đoàn. Bên cạnh đó, trong những dịp nghỉ lễ hoặc là Tết, thì công ty cũng dành cho nhân viên những cái phần quà để cho nâng cao tinh thần của anh chị em trong công việc. Trước tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ban chấp hành công đoàn công ty đã mạnh dạn đề xuất và được ban giám đốc chấp thuận hỗ trợ 100 thùng sản phẩm nước đóng chai trị giá 50 triệu đồng, ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại quận 8. Ngoài ra, ban giám đốc công ty luôn đồng hành cùng ban chấp hành công đoàn tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận 8 tổ chức như bán hàng bình ổn giá, tham gia ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình, cùng chung tay giúp đỡ nhau, cùng vượt qua khó khăn. Trong năm 2021, trước cái ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thì ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng đã chủ động đề xuất với ban giám đốc doanh nghiệp các cái khoản chăm lo cho người lao động trong cái đợt mà giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16. Về phía ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng đã chủ động đề xuất với phía ban giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ gạo, hỗ trợ các cái rau củ quả và cái khoản tiền nhất định. Ngoài ra thì ở góc độ là ban chấp hành công đoàn cơ sở của công ty đã đề xuất với ban giám đốc doanh nghiệp có những cái hoạt động phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 trong việc là hỗ trợ cái nước uống và cái nước tăng lực để ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận 8 có thêm cái nguồn vận động để chăm lo hỗ trợ cho các cái công nhân lao động ở các cái khu lưu trú, khu nhà trọ có đông công nhân lao động, và qua đó cũng góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương trong cái thời gian giãn cách xã hội. Với những chăm lo thiết thực, giúp đỡ và cùng chung tay với người lao động vượt qua khó khăn, ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Satori đã được Liên đoàn Lao động quận 8 đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và được đề xuất biểu dương tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Thưa quý vị, việc chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn cùng doanh nghiệp để kịp thời chia sẻ khó khăn với người lao động, qua đó tăng thêm sự gắn kết giữa người lao động với công đoàn và doanh nghiệp, tạo đà cho công ty ngày càng phát triển hơn. Nhờ đó mà việc làm, thu nhập và phúc lợi của người lao động cũng được đảm bảo. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng vào lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9. We'll be right back.